Top Đức Ca chơi đèn led, xin chào các bạn. Đây, hôm nay có cái mới này về giới thiệu cho anh em luôn này, được xúc luôn nhá. Đèn led hậu F1 loại mới anh em nhá, chứ không phải đời cũ nhá. Nhân led nhiều hơn, sáng hơn nhiều nhá. Tắt đi em ơi, để anh quay nhân led thôi. Tắt đèn pha đi em ạ. Đấy, đời cũ nhân led ít hơn. Này, không sáng bằng mà nhân led không xịn bằng đời mới này đâu anh em ạ. Nên anh em khi mua hàng lưu ý nhá. Rồi, mở đèn pha lên rồi anh cái. Đấy, khi giẫm phanh thì đèn nháy, còn khi mở đèn pha. Mở đèn pha lên, đèn sáng hơn cái đèn halogen nhiều các bạn nhá. Rồi, xin chào các bạn.